Công an Nghệ An đang vào cuộc điều tra băng nhóm lừa đảo bán lan đột biến giá tiền tỷ. Vụ việc đang trong giai đoạn điều tra nên thông tin về những người bị bắt giữ trong đường dây này còn chưa được công bố. Theo tìm hiểu của phóng viên VTC, trong thời gian vừa qua, các nhóm lừa đảo đã thuê nhà, trồng lan, làm sự kiện mua bán, tung hô, thổi phồng lan đột biến gen giá lên tới hàng tỷ đồng. Sau đó chúng tìm mối những người nhẹ dạ cả tin mua bán để kiếm lời. Chúng đã lừa đảo hàng chục vụ khắp các tỉnh Nghệ An, Thanh Hóa và Hà Tĩnh. Để tạo được sự tin tưởng cho các nạn nhân, nhóm lừa đảo này đã lên mạng xã hội giao bán lan phi điệp đột biến kèm giấy bảo hành, cam kết cây bán ra chuẩn cây và đúng mặt hoa. Nhiều người tin tưởng đã chuyển hàng trăm triệu đồng để giao dịch. Tuy nhiên, khi nhận cây về chăm sóc một thời gian, người mua phát hiện bản thân bị lừa nên đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.